Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ phim có thể so sánh với Game of Thrones về độ plot twist và cả những cái chết mà bạn không thể nào nghĩ là lại chết sớm tới như vậy, nhanh hơn cả người yêu cũ lật mặt. Bộ phim xoay quanh cuộc chiến tranh giành quyền lực của ba gia tộc Tông Gia, Minh Phụng Các và Ngự Long Bảo, ngoài ra còn có cả ngoại tộc nữa. Trong thời sát phạt loạn thế, phàm những người bị liệt vào truy huyết lệnh đều sẽ bị truy sát tới cùng, chưa chết chưa thôi, trời có đạo, giang hồ cũng có đạo. Mở đầu phim là cảnh tỷ võ giữa Hoàn Nhan Tảng và Văn Thái Cực tại Ngự Long Bảo. Hai người bọn họ là huynh đệ thâm tình, sắp tới còn trở thành thông gia với nhau. Trận đối chiến có sự chứng kiến của Ngưng Dung, cô ta chính là phu nhân của Hoàn Nhan Tảng. Trước khi xảy ra trận chiến, hai vợ chồng đã lên kế hoạch ám sát Văn Thái Cực. Trận đấu có vẻ gay cấn khi mà Hoàn Nhan Tảng dùng thanh Ngự Long kiếm để tấn công. Hắn ta bay tới công kích trực diện, khiến cho Văn Thái Cực bị áp đảo và khiến hắn bị hộc máu. Thì ra, hắn đã bị trúng độc. Trước khi tỉ thí, Văn Thái Cực được Hoàn Nhan Tạng mời rượu, hắn không biết đó chính là rượu độc. Ở Minh Chủ Tông Gia, Tông Thánh tìm tới cha mình với bộ dạng tức giận. Tại sao Tông Soái lại chấp nhận việc tam thúc gả Văn Tịnh cho Hoàn Nhan chính, nữ nhi đó cậu ta đã có tình cảm từ lâu. Vậy nhưng mà Tông Soái lại lấy đại cuộc làm trọng, một phần Tông Thánh chưa chững chạc vậy nên cần chỉnh đốn lại. Trong lúc Tông Soái đang dạy con mình thì Ngưng Úy chen vào khiến cho hắn ta phẫn nộ, tát một cái vào mặt cô, cho rằng cô không xứng đáng xen vào câu chuyện. Còn nói cô thua kém với tỷ tỷ của mình là Ngưng Dung. Tưởng như đã giết được hắn ta nên Hoàn Nhan Tạng hung hổ nói lời khiếm nhã với Văn Thái Cực, vừa nói gã vừa ho liên tục. Bỗng dưng Văn Thái Cực đứng dậy, thì ra hắn ta chỉ giả dạng như mình bị trúng độc để qua mặt gã mà thôi. Thực chất, người bị trúng độc lại chính là Hoàn Nhan Tạng. Đến lúc này gã mới biết rằng Ngưng Dung đã phản bội mình, nàng ta đã có tình cảm với Văn Thái Cực. Vì bị phụ thân ép gả cho Hoàn Nhan Tạng nên mới chấp nhận sống qua ngày với gã. Thậm chí con trai ai chính cũng không phải của gã. Sau khi chồng chết, Ngưng Dung bảo Văn Thái Cực hãy giết mình. Bản thân cô còn tình cảm, vậy nhưng hắn thì chưa chắc gì đã còn yêu cô. Nghe vậy, Văn Thái Cực cũng chuẩn bị động thủ với Ngưng Dung. Tuy nhiên hắn lại không làm như vậy. Hắn không giết cô vì cô vẫn còn giá trị lợi dụng mà thôi. Hai người bọn họ ôm ấp trong rất tình cảm. Văn Thái Cực còn chưa kịp vui mừng đã bị Ngưng Dung dùng một con dao giết chết. Thật bất ngờ khi tình thế bị đảo ngược nhanh tới chóng mặt. Trước khi hắn chết, cô cũng tiết lộ rằng con trai ai chính cũng chẳng phải của hắn. Xong chuyện, cô sắp xếp lại thi thể của hai người rồi dàn dựng nên câu chuyện. Cả hai tỷ võ xảy ra xung đột rồi tự chém giết lẫn nhau. Bản thân cô vì là nữ nhi chân yếu tay mềm nên đã bị đánh ngất xỉu. Ở một nơi nào đó tuyết rơi bao phủ kín xung quanh, một nhân vật mới xuất hiện trong phim, lão chính là Đàm Thái Chân Nhân. Ba ngày trước Đàm Thái Chân Nhân có tới gặp Văn Thái Cực để bày mưu. Đàm Thái Chân Nhân liền tung quẻ bói, kết quả cho ra quẻ tuyệt, tức là quẻ chết. Ở Tử Long Hòa, đang có một cặp nam nữ hẹn hò dưới gốc cây anh đào. Người con gái tên là Văn Tịnh, người con trai là Hoàn Nhan Chính. Chuyện chẳng có gì để kể nếu như không có sự xuất hiện của tên cận vệ, Nguyên Lãng, người đi theo bảo vệ cho tiểu thư Văn Tịnh. Điều này khiến cho Hoàn Nhan Chính khó chịu nên buông lời sỉ nhục hắn. Nguyên Lãng vì tức giận nên lao tới tấn công liên tục. Trước đó, Nguyên Lãng đã được Văn Thái Cực giao cho nhiệm vụ là thừa cơ hội nào đó nhanh tay giết chết Hoàn Nhan Chính. Chỉ là Hoàn Nhan Chính lại nhanh trí cảm nhận được ánh mắt sát khí của đối phương nên đã cẩn trọng dùng chiêu thức Ngưng Long Quyết để đối phó khiến cho Nguyên Lãng chịu thua. Bỗng dưng một lão quản gia đi tới thông báo cho Hoàn Nhan Chính biết rằng phụ thân mình đã chết, cả hai lập tức quay về. Thi thể của hai người được đặt tại Bạch Long Đường, Văn Tịnh và Hoàn Nhan Chính cũng vừa tới, Văn Tịnh ôm thi thể của phụ thân mình bật khóc nức nở. Ngồi trên tòa, Ngưng Dung ra lệnh cho ngự mã bắt lấy Văn Tịnh. Thấy vậy, Nguyên Lãng liền bay tới bảo vệ cho tiểu thư. Nhận định được tình hình cấp bách nên Hoàn Nhan Chính ra tay ngăn cản lại cuộc chiến. Chưa dừng lại ở đây, Ngưng Dung còn khởi lệnh cho đám thuộc hạ bao vây Văn Tịnh. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì Đàm Thái Chân Nhân cũng tới, đôi bên không ai nhường ai, coi bộ sắp có cuộc hỗn chiến xảy ra. Đột nhiên Ngưng Dung nhận được mật tín từ Tông Gia, tới đây thì cô ta tạm thời ngưng chiến. Mối thù này bọn họ sẽ cùng giải quyết sau, trước mắt là đem hai vị chủ nhân đi an táng. Phía Minh Phụng Các cũng đồng ý ra về, Hoàn Nhan Chính tiến lại gần an ủi Văn Tịnh nhưng bị cô khước từ. Có lẽ bây giờ cô gái rất đau lòng, cái gọi là hồ nước chẳng qua chỉ là cái cớ để giết người mà thôi. Sau khi đám người Minh Phụng Các đi khỏi, cậu mới hỏi Ngưng Dung, sự tình là năm xưa Tông Gia, Ngự Long Bảo và Minh Phụng Các từng lập ra mệnh ước ngừng chiến trong 20 năm. Cả ba nhà ngoài mặt có vẻ dung hòa đoàn kết nhưng bên trong ngấm ngầm tập trung sức mạnh chiến đấu lẫn nhau. Đến nay mệnh ước 20 năm sắp kết thúc, thừa cơ hội mai mối của Tông Soái, vậy nên Văn Thái Cực có cơ hội xông vào Ngự Long Bảo dễ dàng giết chết Hoàn Nhan Tạng. Tuy nhiên, phía Ngự Long Bảo cũng đã nắm được tình hình nên cũng âm thầm lập kế hoạch phản đòn lại. Nói chung là hai bên đang tìm cách thôn tính đối phương. Ngưng Dung kể lại câu chuyện đã dàn dựng trước đó cho con trai nghe.
Về phía Đàm Thái Chân Nhân, lão ta cũng rất tinh danh, lão cũng đoán được hung thủ chính là Ngưng Dung. Vì ban nãy còn ở địa bàn của đối phương vậy nên mới chịu nhượng bộ rời đi. Nội dung của bức thư ban nãy gửi cho Ngưng Dung chính là tông soái của tông gia đã bị hành thích. Hung thủ gây chiến lại để lại một thanh kiếm của Minh Phụ Các, cho nên tông gia đã nhận định Minh Phụ Các là thủ phạm. Ngự Long Bảo sẽ lấy đó làm cớ để tấn công, vừa hay lập được công trạng với tông gia và xử lý một đối thủ cản đường. Về phía của Minh Phụ Các, bọn họ cũng nhận được một bức thư của tông gia. Trong thư có ghi rằng chính Ngự Long Bảo âm mưu đứng sau thực hiện, cho nên bọn họ cũng sẽ vì cái cớ này mà lấy lý do tiêu diệt Ngự Long Bảo. Và thế là đôi bên cùng nhau tính kế thuần tính đối phương, đều sử dụng ra truy huyết lệnh. Ngưng Dung ra lệnh cho Nam Cung Linh Nhi dâng truy huyết lệnh. Chỉ cần thu phục 9 đại tướng này thì sẽ dễ dàng thu phục Minh Phụ Các. Tuy nhiên, hiện tại chỉ cần tiêu diệt 8 tên là được. Lý do là Ngự Mã đã âm thầm sử dụng chất độc vào lòng bàn tay trong trận giao chiến với Nguyên Lãng trước đó. Lúc này độc đã phát tán, vậy nên Nguyên Lãng cũng biết rằng mình đã bị trúng độc của đối phương. Biết rằng Ngự Long Bảo sẽ không để yên cho bọn họ quay trở về, nên nhiệm vụ cấp bách bây giờ của bọn họ là hộ tống đưa tiểu thư Văn Tịnh an toàn trở về Minh Phượng Các. Tại Song Long Cốc, cậu thiếu niên này tên là Hoàn Nhan Tù, con trai thứ hai của Hoàn Nhan Tặng. Bởi còn nhỏ nên suy nghĩ chưa trưởng thành, cậu luôn miệng trách móc đại sư huynh của mình kết thân với một nữ nhi khác và sau đó không thèm chơi với mình nữa. Không lâu sau, một cô gái tên Lưu Ly đi tới, mang cho Hoàn Nhan Tu một cái túi. Bên trong đó có chứa mật tín thông báo rằng phụ thân của cậu đã lâm nguy. Ngoài ra còn có hộp truy huyết lệnh, lần lượt tên từng người trong Minh Phượng Các hiện lên. Trong đó có tên của Lưu Ly. Thì ra cô nàng Lưu Ly này chính là người của Minh Phượng Các và cô tới đây để lấy mạng Hoàn Nhan Tu. Đám người còn lại của Minh Phượng Các lo lắng cho an nguy của Lưu Ly nên xin tới trợ giúp. Đàm Thái Chân Nhân ngăn cản. Tuy là sức công kích của Hoàn Nhan Tu rất cao cường, nhưng Lưu Ly cũng không kém cạnh. Ông tin tưởng vào cô ta. Quả thật như vậy, chỉ trong nháy mắt, Lưu Ly đã xử lý nhanh gọn đám thuộc hạ của Hoàn Nhan Tu. Thấy vậy, cậu ta kêu gọi đám mèo nhỏ ra công kích. Bên này Lưu Ly cũng kêu gọi các vị bằng hữu của mình là những con chuột xuất chiến. Lần này không phải vài ba con chuột mà cả một đàn chuột say mịt, bọn chúng đang giáo giết xông tới tấn công. Nhìn thấy đám chuột, Hoàn Nhan Tu liền run sợ cầm cập, tay chân rụng rời chỉ biết kêu cứu, đám mèo cũng sợ hãi bỏ chạy. Lưu Ly ra lệnh cho đàn chuột ăn thịt đối phương. Đúng lúc tưởng như mọi chuyện đã xong rồi thì Hoàn Nhan Tu bùng nổ sát khí. Chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt đám chuột, sau đó thân thủ nhanh như chớp lao tới cào vào mặt Lưu Ly. Tốc độ quá nhanh khiến cho đối phương khó có thể kháng cự lại được. Không còn cách nào khác, Lưu Ly bị đánh sấp mặt phải chạy trốn để giữ mạng. Sau khi đối phương rời đi, Hoàn Nhan Tu cũng đã ngã ngửa vì kiệt sức. Chuyên cảnh phim, tại Ngự Long Bảo, Linh Nhi và Ngự Mã đang âm thầm yêu nhau. Nhưng mà chiến tranh khốc liệt lại sắp diễn ra. Cô sợ một ngày nào đó không còn gặp được Ngự Mã nữa nên muốn dâng hiến bản thân mình cho cậu ta để giữ vẹn tình cảm. Tuy nhiên, người con trai lại không làm gì người con gái. Người con trai điểm huyệt làm cô ngất đi. Sau đó, hẹn một ngày không xa khi mà cậu thắng trận trở về, sẽ lấy thủ cấp của bọn Minh Phụ Các dâng hiến cho cô. Và tới lúc đó thì cả hai có thể ở bên nhau. Trên đường trở về, Văn Tịnh tiểu thư kêu gọi Đàm Thái Chân Nhân hãy thu hồi truy huyết lệnh, ngừng khai chiến với Ngự Long Bảo. Đằng sau cuộc tranh bá đã rất nhiều sinh mạng nằm xuống, cô không thể chứng kiến được cảnh đó. Tuy nhiên, những người còn lại thì không nghĩ như vậy, nhất là Đàm Thái Chân Nhân. Ông ta nói có một bí mật cần phải nói chuyện riêng nên đưa cô đi ra xa. Ánh mắt của Dương Kiệt bắt đầu hoài nghi về hành động này, không biết là lão ta sẽ làm gì Văn Tịnh tiểu thư. Lão đưa Văn Tịnh đi rất xa mà không nói gì cả, biết Văn Tịnh vì tình cảm nam nữ mà không muốn khai chiến. Vậy nhưng vì muốn hoàn thành di nguyện của Văn Thái Cực và cả tương lai của Minh Phụng Các thống nhất lại thiên hạ nên buộc lòng lão phải ra tay với Văn Tịnh. Hoàn Nhan Chính tìm gặp mẫu thân hỏi rõ cái chết của phụ thân. Có vẻ như cậu đã hoài nghi về câu chuyện mà mẫu thân đã kể. Lạc thần độc là do bà phát ra, thế nhưng tại sao lại không phản ứng khi bị đối phương trao nhầm ly rượu đó cho phụ thân uống? Mọi chi tiết đó không hề gắn kết với nhau. Thế con trai nghi ngờ nên cô đã cho cậu ta một cái tát. Không cần biết tượng tình như thế nào, cô nói rằng vì muốn tốt cho cậu nên mới làm như vậy. Sau đó, Ngưng Dung mang thanh Ngự Long kiếm ra giao cho Hoàn Nhan Chính, sắc phong cậu lên làm bảo chủ của Ngự Long Bảo. Đây cũng là di mệnh của phụ thần trước khi chết. Trên đường tàu thoát, Lưu Ly bị thương rất nặng, máu chảy nhỏ giọt xuống. Tưởng như đã thoát mạng, thế nhưng trốn được kiếp này chứ không trốn được kiếp sau. Lãnh Thành Tuyết không biết từ đâu xuất hiện, đâm cho nàng ta một nhát chí mạng. Ở nơi khác, Ngự Mã đang tìm tức tốc đuổi theo đám người Minh Phụng Các. Phía Minh Phụng Các đang di chuyển thì bất giác Văn Tịnh đứng lại, dùng bàn tay đặt xuống mặt đất. Cô cảm nhận được truy binh đang tiến gần về phía bọn họ. Người tới chính là Ngự Mã. Thấy vậy, thổ hạ đồ xin phép được ở lại chặn hậu. Dương Kiệt sau khi nhìn thấy thần thái thờ ơ của Văn Tịnh từ khi gặp riêng Đàm Thái Chân Nhân liền bắt đầu nghi ngờ. Ở phía sau, thổ hạ đồ tung ra song đao của Nguyên Lãng,
cậu ta quyết tâm trả thù cho bản mình. Dương Kiệt nhận định Ngự Mã không phải tầm thường nên muốn xin Đàm Thái Chân Nhân tới trợ giúp cho Thổ Hạ Đồ, vậy nhưng lão lại không đồng ý. Với con mắt nhìn người của mình nên lão hoàn toàn không lo ngại về thế trận này. Và rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn đón xem video tiếp theo nhé!